Bao Công ắt hẳn là một cái tên quá quen thuộc đối với khán thính giả Việt Nam. Những ai đã từng coi qua bộ phim kể về vị quan Liêm Chính Bao Công thì chắc chắn sẽ không quên hình ảnh Khai Phong Phủ, nơi mà ông đã trừ gian diệt bạo, bảo vệ dân lành. Vậy Phủ Khai Phong ngoài đời trông như thế nào? Hãy cùng chúng mình khám phá nó nhé! Chúng mình hy vọng nội dung của video sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức mới cũng như những trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên thế giới. Đừng quên đăng ký và chia sẻ video với bạn bè và người thân để chúng mình có thêm động lực tạo ra những video mới. Khai Phong Phủ tọa lạc bên bờ nam dòng sông Hoàng Hà, thuộc thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 800 km. Thành phố này là một trong 7 cố đô của Trung Hoa. Khai Phong là kinh đô của nhà Bắc Tống và nhà Kim. Khai Phong còn có nhiều tên khác trong quá khứ như Đại Lương, Biện Lương, Biện Châu, Nam Kinh, Đông Kinh, Biện Kinh. Trong khoảng thời gian từ năm 1013 đến năm 1127, khi là kinh đô của Bắc Tống với tên gọi Đông Kinh, Khai Phong là thành phố lớn nhất trên thế giới với dân số ước tính lên tới khoảng 1 triệu người. GDP của Đông Kinh lúc đó ước chừng bằng 75% GDP toàn thế giới. Cũng vào thế kỷ 11, thành phố này là một trung tâm thương mại và công nghiệp quan trọng của thế giới và của Trung Quốc. Trung tâm thành phố Khai Phong cách sân bay quốc tế Trịnh Châu khoảng 55 km. Sân bay này kết nối nội địa đến hơn 20 thành phố. Hiện tại dân số của Khai Phong vào khoảng 5 triệu người. Thành phố Khai Phong nổi tiếng với sự đa dạng về hoa cúc. Vì thế, khi vừa bước chân vào khuôn viên của Khai Phong Phủ, du khách sẽ chìm đắm trong hương sắc của đủ loại cúc. Mỗi năm, Khai Phong Phủ đón khoảng 1 triệu lượt khách, là điểm tham quan đạt doanh thu cao nhất tỉnh Khai Phong. Nơi đây có khí hậu cận nhiệt đới ẩm với 4 mùa rõ rệt, khí hậu mùa đông lạnh và khô, trong khi mùa hè nóng và ẩm, mùa xuân ấm áp, không có nhiều mưa, mùa thu thời tiết dịu dàng. Thành phố có mưa nhiều chủ yếu vào tháng 6 và tháng 9. Đến thăm Khai Phong Phủ ngày nay, du khách sẽ được chiêm ngưỡng lại không gian cổ xưa mang đậm kiến trúc Bắc Tống, được phục dựng trên vị trí nền đất cũ. Sau 15 tháng xây dựng, công trình được hoàn thành vào năm 2013. Năm 2017, Khai Phong Phủ nhận được giải thưởng Lỗ Ban cho công trình phục cổ đẹp nhất Trung Quốc. Giải thưởng Lỗ Ban là một giải thưởng danh giá tại Trung Quốc, vinh danh những công trình kiến trúc phục cổ được phục dựng và bảo tồn tốt. Thành công của Khai Phong Phủ trong việc nhận được giải thưởng này cho thấy sự tôn trọng và công nhận về công trình phục cổ này và công sức của những người đã đóng góp vào việc phục dụng và bảo tồn nó. Đây là một thành tựu đáng khen ngợi và một lời khẳng định về giá trị lịch sử và văn hóa của Khai Phong Phủ trong lòng người Trung Quốc. Phủ Khai Phong rộng khoảng 60 hectare, gồm nhiều sân bãi, thành lầu, nha môn, nơi làm việc, nơi nghỉ ngơi, nhà khách và nhà lao. Tại trung tâm phủ là phòng xử án với trống kiêu oan, long đầu chảm, hổ đầu chảm, cẩu đầu chảm đã từng xuất hiện quen thuộc trong các bộ phim về Bao Công. Bên trong Khai Phong Phủ còn có khu vực nhà giam được xây dựng kiên cố, phòng thủ chắc chắn, dùng để tạm giam tù nhân chờ ngày xử tội. Khoảng sân trước phòng xử án có đặt một bia lớn gọi là Công Sinh Minh. Tất cả các phủ quan thời Bắc Tống đều bắt buộc phải có bia đá này. Trên bia khắc chữ 16 chữ răn dạy của vua với các vị quan: nhĩ bổng nhĩ lộc, dân cao dân chi, hạ dân di nhược, thượng khiên năng khi. Đại ý là bổng lộc của quan là máu thịt của dân, dân chúng dễ dàng bị bức hiếp, nhưng trời cao thì không dễ. Khai Phong từng là địa điểm đóng đô cho 7 triều đại khác nhau trong lịch sử Trung Quốc. Các triều đại đó là thời Ngụy, Chiến Quốc, Hậu Lương, thời Ngũ Đại, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu, Bắc Tống và Kim. Vì có sự liên tiếp của các triều đại quan trọng, Khai Phong được biết đến như một thất triều cố đô. Trong số các triều đại trên, Bắc Tống được coi là triều đại vùng vinh nhất tại Khai Phong. Khi Bắc Tống cai trị, thành phố này trở thành kinh đô và trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế quan trọng của đất nước. Khai Phong thu hút đông đảo dân cư và phát triển mạnh mẽ, với dân số lên khoảng 1 triệu người và GDP của nó ước chừng bằng 75% GDP toàn cầu vào thời điểm đó. Với sự vùng vinh và vai trò quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, Khai Phong trở thành một địa điểm lịch sử và văn hóa đặc biệt, thu hút sự quan tâm của du khách muốn tìm hiểu về quá khứ vĩ đại của nó. Mỗi ngày, tại Phủ Khai Phong, ban tổ chức rất nhiều hoạt động khác nhau như
tái hiện cảnh bao công đi tuần, con gái Vương Thừa Tướng ném tú cầu kén chồng. Phía cuối Vũ Khai Phong là nhà lao để giam giữ phạm nhân chờ ngày xét xử. Hành hình, nhà lao được chia làm hai khu, khu nam và khu nữ. Bên ngoài nhà lao, ban quản lý đã cho giữ lại gông đeo cổ, xe tù để du khách thấy được toàn bộ cách làm việc, sinh hoạt, xét xử, giam giữ tù nhân của Phủ Khai Phong thời xưa. Giữa các bức tường của nhà giam Phủ Khai Phong thường được đổ cát để ngăn chặn phạm nhân vượt ngục bằng cách khoét tường. Cát được sử dụng để làm tăng độ cứng và khó khăn cho việc đục lỗ hoặc phá hủy bức tường. Sự tồn tại của lớp cát giữa các bức tường là một biện pháp bảo mật bổ sung để đảm bảo an toàn và ngăn chặn các hoạt động vượt ngục. Trong số các kiến trúc độc đáo mà du khách không thể bỏ qua khi đến Khai Phong, không thể không kể đến ngôi tháp sắt, ngọn tháp cổ được ví như viên ngọc quý giá của Trung Quốc. Được xây dựng từ năm 1049 trong thời Bắc Tống, tháp này đã hơn ngàn năm tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên vẹn đến tận ngày nay. Tháp sắt có hình dạng bát giác với 13 tầng, cao 54 mét, được bao phủ bên ngoài bằng men ngọc lưu ly màu tía sẫm, tạo nên vẻ bề ngoài sáng bóng như thể được chế tác từ sắt. Bên trong tháp được trang trí bởi hàng trăm tượng Phật và những hoa văn tinh xảo, tạo nên một không gian tràn đầy sự tráng lệ và vẫn như mới sau hàng thế kỷ tồn tại. Khi bạn đi lên đỉnh tháp thông qua một con đường nhỏ, từ đó mở ra trước mắt là tầm nhìn thật tuyệt vời của Sương Thành, một cách mà người dân địa phương gọi Khai Phong khi nó ẩn hiện trong màn sương mù màu lam của mùa thu. Để xây dựng tháp sắt, người xưa đã phải đúc gần 30 loại gạch khác nhau, mỗi loại tương ứng với một vị trí cụ thể trên tháp. Điều này chứng tỏ sự công phu và tinh hoa trong quá trình xây dựng. Và không sai khi trên một tấm bảng ở cổng vào đền thờ viết rõ chữ Thiên Hạ Đệ Nhất Tháp, một danh hiệu đúng với vẻ đẹp và tầm quan trọng của ngôi tháp này. Đặc biệt, tháp sắt còn chứa lại một số hiện vật và triển lãm liên quan đến lịch sử và văn hóa của Khai Phong. Đây là một điểm dừng chân thú vị cho du khách muốn tìm hiểu về quá khứ và di sản của thành phố này. Trên phố cổ sôi động của Khai Phong, nơi tháp sắt vẫn đứng vững, chúng tôi không thể bỏ qua công viên Long Đình nằm cách đó không xa. Nơi đây ngày xưa là một phần của vườn Thượng Nguyễn triều nhà Kim vào năm 1115 cho đến năm 1234, mang trong mình vẻ đẹp tuyệt vời. Để bước vào công viên, du khách phải băng qua một hồ nước rộng lớn. Trên mặt hồ, những tháp nhỏ thấp ẩn thấp hiện là nơi người xưa dừng thuyền để chiêm ngưỡng phong cảnh. Trong công viên có một ngôi lầu 3 tầng được bảo tồn gần như nguyên vẹn sau hơn 1.000 năm. Dạo chơi trong Long Đình vào một ngày thu, khi sương mù vũ mặt hồ, chúng ta như bước vào cõi phiêu du của Sương Thành ngàn năm trước. Ca khúc mở đầu bộ phim Bao Thanh Thiên năm 1993 có câu Phủ Khai Phong có bao thanh thiên, thiết diện vô tư rõ ngay gian. Hai câu hát ấy đã miêu tả sinh động hình tượng của Bao Chửng, vị quan thanh liêm nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Ông tên thật là Bao Chửng, sinh năm 1999 và mất năm 1062, tự là Hy Nhân, là người hợp phì Lư Châu, làm quan dưới thời vua Tống Nhân Tông. Bao Công sinh trưởng trong một gia đình có dòng dõi quan lại, cha ông là Bao Nghi, từng giữ chức quan đại phu trong triều. Khi còn nhỏ, Bao Công đã nổi tiếng là người con hiếu thảo, sống mực thước. Vào năm 1027, Bao Công thi đỗ tiến sĩ, ông được cử đến nhậm chức chi huyện Kiến Sương, nay thuộc tỉnh Giang Tây. Tuy nhiên, do cha mẹ già yếu, Bao Công xin hoãn làm quan để ở nhà chăm sóc. Sau khi cha mẹ qua đời, ông quay lại làm quan. Bao Công đã trải qua nhiều chức vụ, từ chi huyện Thiên Trường, chi phủ Đoan Châu đến chức ngự sử. Chức vụ cao nhất mà Bao Công đảm nhận gần cuối đời là khu mật phó sứ, tương đương với chức phó tể tướng. Ngoài những tên gọi chính, ông còn được biết đến với tên gọi khác như Bao Thanh Thiên, Bao Hắc Tử, Bao Học Sĩ. Sinh thời khi làm quan, ông là một vị quan thanh liêm chính trực, có tiếng dưới thời nhà Tống. Bao Công đã từng phá rất nhiều vụ án khó, đem lại sự công bằng cho dân chúng, do đó rất được vua và dân chúng nể trọng, yêu quý. Trong suốt thời gian làm quan, ông phá được nhiều vụ án, giúp dân cư an hưởng thái bình, nền kinh tế nhờ đó mà phát triển vượt bậc. Nghe tiếng Bao Công tận tụy và thanh liêm, nhà vua triệu ông về kinh, giao cho chức trung thừa, rồi lần lượt là giám sát ngự sử, trực học sĩ Long Đồ Cát, tam tư hộ bộ phó sử, đến Thiên Chương Cát thị chế, nên người đời sau còn gọi ông là Bao Thị Chế. Bao Công đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng bằng chính những giá trị đích thực, giản dị,
và bền vững của cuộc sống. Bao công đã giúp con người có niềm tin hơn vào công lý và quy luật lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Thực tế, mặt bao công không hề đen và cũng không có vầng trăng trên trán. Tạo hình bao công ta thấy trên phim ảnh là do kết quả ảnh hưởng của kinh kịch, hát bội. Trong nghệ thuật kinh kịch, các diễn viên thường phải hóa trang mặt nạ trước khi biểu diễn. Mặt trắng là đại diện cho kẻ tiểu nhân, mặt đỏ là đại diện cho chính nghĩa, trung nghĩa, mặt đen đại diện cho nghiêm túc, công chính, liêm minh, quân tử. Do đó, mặt bao công được tô đen để khắc họa bản tính liêm chính của ông. Một điều thú vị, khi lang thang ở Khai Phong, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều thứ liên quan đến bao công. Ví dụ như hồ nước gọi là hồ bao công, cá dưới hồ gọi là cá bao công, kẹo đậu phộng cũng gọi là kẹo bao công. Đó là sự ghi nhớ và tôn vinh vị quan tài ba của lịch sử, để nhớ đến sự công chính và lòng nhân ái mà ông đã đem đến cho vùng đất này. Phủ Khai Phong, biểu tượng văn hóa lịch sử đầy sức hút, với kiến trúc độc đáo, tháp sắt tuyệt đẹp, công viên Long Đình thơ mộng. Phủ Khai Phong, nơi gắn kết văn hóa và lịch sử, để lại nhiều ấn tượng khó quên. Hãy khám phá và trải nghiệm sự phong phú, sôi động của nơi này. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ kiến thức về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực hơn ra video. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên toàn thế giới. Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc và nhiều niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại.